Rồi bạn, đây thằng quả lên 5 các bạn, 4-5kg các bạn. Chưa kể chứa chứa từ từ. Nó cá chết trong thùng nữa, rồi trong gọng nữa. Đây nè, 60-70 con á. 6kg à? 6kg à. Chơi đầu tư quá bạn, chơi thùng mút được đá nữa. Đó, mang cá danh khủng kìa. Đưa bàn tay vô. Ừ. Đó. Rồi. Bình Thạnh. Nhà bè Bình Thạnh xa đét nha quý vị. Hồi nãy ông anh ông dính con cá dồ đám móc đuôi bên cái mũi ghè đó các bạn. Đó, tiếu lắm. Rồi được thì để con cá quay phim nó xảy thật cười đó. Rồi, mình sẽ qua bên kia rồi hồi quay thành quả có được các bạn. Mà được ít hơn được khoảng 3 ký mấy. Rồi anh chào anh em nha. Đó, quay cho quý vị xem á.